Xin chào các bạn, mình là Vịnh bên ga Petrolimex. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người là khi gặp phải những cái bình ga, những cái người làm ga, hay là đôi khi trong hộ gia đình của nhà các bạn có chuyển bếp hay là mang ra tháo vệ sinh, nhưng mà nó có nhiều loại van ga, mỗi loại van ga nó có một cách thức tháo ra lắp vào nó lại khác nhau. Thì hôm nay bên mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người để biết được rằng là tháo một bình ga để làm sao nó an toàn nhất nó như thế nào. Cái bình ga ở đây gọi là bình cổ 20 hay là còn gọi bình Totan ngày xưa, Totan của Pháp. Hiện nay trên thị trường không còn cái loại Totan của Pháp này nữa, mà nó sẽ chuyển sang cổ 20 là bình SH Metro, cũng là màu vàng như màu cam này. Nó là bình Totan ngày xưa nhưng mà bây giờ nó không còn cái thương hiệu này nữa. Thì tôi hướng dẫn các bạn là để tháo nắp, thao tác tháo nắp bình cổ van này, quay ngang, dùng bằng hai ngón tay nhấc nhẹ lên và lắp này. Dùng ấn hai lòng ngón tay ấn xuống, xoay xuống. Đây là thao tác bình cổ 20 hay là bình tôi gọi là bình Totan cũ ngày xưa. Đây là bình cổ 21, tức là thay cho seal của tập đoàn seal ngày xưa, seal của thằng Anh. Thì bây giờ tôi hướng dẫn các bạn là cũng thao tác là tháo lắp, thao tác tháo lắp là dùng hai ngón tay trỏ bên dưới và ngón trỏ ngón giữa, ngón tay cái úp bên trên nhấc ra. Khi lắp vào các bạn dùng hai ngón tay ấn xuống và dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bên tay trái xoay xuống là mở van. Đây là cổ 20 và cổ 21. Đây là vừa là cầu chì vừa là lẫy bập bênh để khi mở khóa đóng ga. Đây là khi nó nắp và ta khóa ga này, khóa cổ bình ga này. Khi mở cổ bình ga xoay này, dùng lẫy bập bênh xoay này, nhấc lên. Nên cái van này là van của cổ 20 hay là còn là seal của Anh ngày xưa đấy. Quay ngang này là đã khóa ga rồi. Khi cầm lên là bình thường, mở xuống thì quay xuống thì là mở ga. Còn đây là khóa ga. Còn quay sẵn đứng lên nhấc lên là tháo lắp. Đây là đây cổ 13 này. Cổ mếch, còn là van của mếch, nên là van lật lưỡi ga. Thì khi thao tác tháo lắp này, ấn xuống và dùng hai ngón tay ta ấn xuống này, lật lưỡi ga xuống là mở ga. Khi hất lưỡi ga lên và dùng hai ngón tay nhấc nhẹ lên, thao tác tháo lắp cổ. Đây là cổ 13 của van mếch, Petrolimex.